bên em tiếp tục lên sóng một chiếc xe hạng D nữa, gửi tới toàn thể các bác, toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Các bác cùng đón xem và cùng cảm nhận, cùng ngắm về mẫu xe này của bên em các bác nhá. Một mẫu xe trang bị rất là nhiều tính năng và cũng khá là hiện đại. Đây các bác nhìn xem, đây nội thất bên trong của chiếc xe mà em đang quay cho các bác xem nhá. Trang bị rất là nhiều tính năng luôn các bạn. Đây thì sẽ có là gương kính điều chỉnh điện này, rồi ghế của xe được thiết kế là ghế điện này, rồi mở xăng, mở cốp của xe được thiết kế ấn mở bằng điện. Đây các bác nhìn nhá. Vô lăng có những cái bàn phím tăng giảm âm lượng, rồi đi ga tự động. Có túi khí an toàn và chiếc xe này có logo là Nissan đây, các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Con này được mang tên là Nissan Tiana các bác nhá, và được sản xuất năm 2010 với động cơ của xe là 2.0 số tự động. Đây cần số đây ạ. Ở chỗ này thì các bác nhìn thấy tiện này, các bác nhìn luôn nhá, là được thiết kế bằng vân gỗ. Đấy. Số tự động thẳng kéo từ trên cho xuống dưới đây. Và đây là phần táp lô và một số tính năng em cũng sẽ quay cho các bác mình cùng ngắm. Có đề khóa thông minh start top này, đầu đài giải trí nguyên bản theo xe, đây có màn hình. Và đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe các bác nhá. Đây nguyên cái khu vực này này. Và đây là chìa khóa của chiếc xe, chìa khóa thông minh đấy ạ. Táp lô của chiếc xe được thiết kế bằng chất liệu da. Ghế cũng vậy và táp ly canh cửa cũng vậy, được thiết kế bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên theo xe các bác nhá. Với cái chiều dài của chiếc xe này thì nó cũng rất là dài luôn. Đấy, siêu sát là 5m. Và đây là nội thất phía đằng sau của chiếc xe, các bác thấy này. Cả bộ ghế đều là ghế da xịn nhá. Rồi hai màn hình gối nữa này. Đấy, trang bị như vậy là có 3 màn hình rồi đúng không ạ? Có cửa gió thổi về phía sau. Nội thất của xe rất là rộng bởi vì chiếc xe dài mà. Đã răng đúc nguyên bản theo xe, có vành đĩa và vành ABS. Rồi lốp của xe vẫn còn khá là dày. Có nút bấm từ một chạm được làm bên ngoài phần tay nắm cửa này các bác nhá. Rồi có sinh nhan nằm ở trên gương. Đấy, nốt đây, các bác nhìn xem. Là răng đa chấu. Rồi đèn của xe đây các bác nhìn xem rất là trong. Và tiện đây thì em cũng giới thiệu với bác là bên em đang có mấy con như này nhá. Đang có mấy con Tiana với phân khúc hạng D. Và hạng D thì em sẽ có như là Accord, như là dòng xe Sonata, dòng Camry, dòng Mazda nữa. Nói chung là dòng xe phân khúc hạng D đấy thì thời gian vừa qua bên em bán rất là nhiều, đặc biệt là cái dòng xe này và dòng xe Sonata nhá, và rất là nhiều luôn, bởi vì nó rẻ tiền và nó lại đẹp nữa, chạy phải sướng đấy, đúng không? Rất là sướng luôn, dòng này chạy rất thích nhá. Con này thì bên em đang bán với cái tầm tiền là trên 300 triệu. Bác nào đang có cái tầm tiền 300 triệu muốn mua chiếc xe sedan 2 đầu gọn gàng xinh xắn thì các bác mình có thể là lựa chọn sang cái dòng xe Tiana này nhá. Bên em thì sẽ có nhiều dòng xe khác nữa, nhưng mà hôm nay thì em chỉ quay cho bác mình chiếc xe này thôi. Hiện tại bên em đang có là trên 100 đầu xe các loại với tầm tiền trên dưới 2, 3, 4, 500, 600, 700 triệu các bác nhá. Các bác đăng ký kênh để theo dõi hình thành của bên em trong những thời gian tới. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết hơn nữa về con xe này để các bác cùng ngắm và cảm nhận nhá. Về lỗi của chiếc xe thì bên em cũng sẽ cam kết cho bác yên tâm là không có lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước gì, giấy tờ chuẩn chỉ, sang tên bình thường. Rồi ok, bắt đầu quay cho bác mình cùng xem này. Đối với phần cánh cửa nhá thì keo chỉ nó vẫn còn zin. Những cái bu lông ốc vít của xe vẫn còn rất là sáng đẹp. Các bác nhìn xem, một chấm sơn màu đỏ đúng không ạ? Bốn tấm đi cánh cửa của chiếc xe thiết kế bằng chất liệu da. Đấy, bằng da nhá. Đấy, chúng ta bằng da này, chúng ta bằng da này. Đấy, da rất là xịn sò luôn. Không bị nhăn rách gì đúng không ạ? Một số vị trí này, tay nắm tay bấm cửa này cũng đã được ốp sơn vân gỗ rồi các bác nhá. Và đây là phần vách cửa này, ok chưa? Đấy, vách cửa nó đây. Bộ ghế trên của chiếc xe là cũng đã được lót thêm một cái áo ở trên đây rồi. Đấy, sẽ mát mẻ hơn khi mình ngồi với thiết kế là những cái hạt gỗ như thế này đúng không ạ? Chỗ này thiết kế có gì ạ? Có chỗ đựng đồ nước này. Đây, các bác nhá, tỉ tay luôn. Chỗ này là một cái cốp đồ nữa luôn đây. Đấy, túi khí an toàn đây các bác nhá. Túi khí an toàn của chiếc xe này thì nó sẽ có ít hơn so với đèn một số như dòng như là Sonata. Và bây giờ thì em sẽ quay gần một chút cho toàn thể các bác ngắm này. Đấy ạ. Các bác thấy về hình thức của chiếc xe có ok không ạ? Đối với em thì em nhìn thế này, đây là một chiếc xe với hình thức là khá là đẹp, sạch sẽ gọn gàng. Chiếc xe không bị kém, với độ chất của xe vẫn còn khá là cao. Máy số cực chất các bác nhá.
Rồi tiếp theo thì xin được gửi tới các bác những cái vị trí tiếp theo của cái chiếc xe này ở cái khu vực phía đằng sau. Đây các bác nhá. Tiếp theo này, cái bu lông mẫu vít ở phần cánh cửa xe là vẫn còn khá là đẹp luôn này. Tắp đi cánh cửa xe rất là căng nhá. Đấy, da của nó chưa bị nhăn và cái độ mỡ, cái độ sáng của cái phần tắp đi cánh cửa đây các bác nhìn xem. Nhìn như là những chiếc xe đời cao luôn đúng không ạ? Tuy rằng thì chiếc xe này chỉ có năm sản xuất là 2010 thôi. 2010 nhá các bác nhá. Đấy, đăng ký của chiếc xe thì em đang cầm trên tay đây, giấy tờ em đang cầm trên xe đây. Với chiều dài của chiếc xe này là 4850, có nghĩa là xích xót là 4m9 rồi đúng không ạ? Gần 4m9 nhá. Đây em sẽ mời các bác xem cái khu vực ghế của cái chiếc xe. Với cái phần nhăn này nhá, là nhăn này là nhăn xịn. Đấy. Nhà máy thiết kế ra nó nhăn như vậy rồi chứ không phải là ngồi nhiều mà nó nhăn đâu các bác nhá. Đây là phía sau. Đấy, màn hình gối đây. Khoảng cách giữa những cái hàng ghế với nhau các bác thấy này, rất là rộng rãi luôn đúng không ạ? Cửa đóng thì rất êm và nhẹ các bác nhá. Các bác nghe này. Rất là mút luôn. Đóng như kiểu đóng tủ lạnh vậy ạ. Bên đây cũng vậy, sẽ có nút bấm từ và cũng sẽ có xi nhan gương. Và đăng kiểm của chiếc xe này thì đến tháng 3 năm 2023 cơ. À, vẫn còn khá dài. Dòng này tôn vỏ rất là dày nhá. Vì nó là phân khúc hạng D mà. Luôn luôn phân khúc hạng D nó sẽ là dày rồi đúng không ạ? Và xe nhập khẩu thì tôn vỏ nó cũng sẽ là cứng, là chắc và lốp bền các bác nhá. Xe nhập khẩu mới trước đấy ạ. Đây em quay các bác xem phần đèn phía sau. Đèn phía sau được thiết kế là có một cái dạng kiểu đèn LED này. Đấy, bật phần tối lên rất là đẹp. Và cái phần chóa đèn của chiếc xe các bác nhìn xem nó còn rất là sáng, nó không bị ố màu đúng không ạ? Sơn xi thì bóng mượt rồi. Thân vỏ khít. Một số vị trí đã được ốp lốc, ví dụ như đây. Có cái vị trí này thì sẽ tránh được cái sự xước sát cho chiếc xe rất là nhiều nhá. Cánh cũng vậy. Tay nắm cửa rồi lẹp chân kính của xe là cũng đã cũng lốc rồi. Các bác nhìn xem. Chiếc xe này nó cũng là phân khúc hạng D giống như Sonata, chứ nhưng mà Sonata thì nó sẽ là nhìn hiện đại hơn đúng không ạ? Nhưng mà nó lại giá tiền nó lại cao hơn. Chiếc xe này thì nó rẻ hơn các bác nhá. Trên 300 triệu thôi thì thường cái dòng xe này bên em vẫn bán loanh quanh từ trên dưới 360 triệu tầm khoảng đó các bác nhá, trên dưới tầm đó. Đối với những cái mẫu xe đẹp. Chứ còn là những mẫu xe bình thường thì những dòng này thậm chí là 300 đến 301 thì cũng có luôn. Thì theo chất lượng của xe bên em sẽ đưa giá cho các bác nhá. Đây đèn đây. Đây đèn đây các bác nhá. Đèn ra. Con này được mua lợi thuế đấy là chiếc xe mang biển Hà Nội tên tư nhân thì các bác mình có thể làm công chứng ủy quyền, không cần phải sang tên. Chỉ là làm công chứng ủy quyền là đi rồi. Đây các bác nhá, các bác xem cho em phần tiếp theo này. Tắm đi cánh cửa nữa này. Chứ là xe thì cũng rất là sạch sẽ gọn gàng. Nó đẹp đều các bác nhá. Đây các bác xem. Bốn kính điện lên xuống bình thường. Loa âm thanh của xe được thiết kế là bốn cánh. Những cái phần móc chốt khóa các bác nhìn xem, còn sáng đẹp, còn trắng sơn màu vàng. Đây nhá, đây các bác nhìn. Vâng, vậy là em đã quay cho các bác mình xem gần như là tương đối phần nội thất bên trong rồi. Các bác cùng xem nốt cho em vị trí này nhá. Các bác thấy chiếc xe mà nó ok thì các bác nhanh tay nhấc máy gọi điện sớm cho bên em để chốt giá đẹp nhất cho con xe này. Tiếp sẽ đọc số điện thoại cho các bác mình lưu vào nhé. Đây đây, các bác nhìn xem đồ da, đồ nhựa của xe đẹp chưa này. Đây đồ nhựa đây, nhựa đây. Phần này là da nhá, chất liệu da đấy ạ. Đây. Đây, ghế điện hoạt động bình thường. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường nhá. Các bác mua về đi luôn dùng ngay thôi, không phải sửa sang đầu tư gì nữa. Đây, táp lô của chiếc xe các bác nhìn xem, ok chưa? Đấy. Ở vị trí này có cái chức năng là hắt kính nhá. Khi các bác đi buổi tối, các bác nhìn sẽ được rõ hơn. Đấy, cái đó thì nó sẽ hiển thị là km của chiếc xe. Đây là phanh tay, còn đây là phanh chân và bàn đạp ga. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa này. Rất là khít luôn. Và kính của xe được bọc dán 3M loại xịn rồi. Nhìn bên trong rất là khó luôn đúng không ạ?
Em mời các bác xem lốt phần sơn xi thân vỏ bên ngoài chiếc xe. Các bác nhìn xem. Đấy. Nước sơn rất đẹp, không bị xước răm chỗ nào cả nhá. Đấy là hình thức phần bên trong và bên ngoài. Đấy, các bác xem cho em kỹ một chút cái phần khu vực đầu chiếc xe này. Đây đèn đây, các bác nhìn xem đèn rất đẹp. Mặt nạ các lăng của chiếc xe là cũng đã gốm lốp rồi. Sơn rất bóng đúng không ạ? Bác nào có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi xe, bác cứ alo nhá. Bên em đang dùng theo ba số điện thoại này là số 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Bên em dùng giả Zalo theo ba số đó luôn. Các bác hãy alo trực tiếp cho bên em theo ba số đó và kết nối Zalo để được tư vấn kỹ hơn và có thể xem thêm hình ảnh các bác nhá. Các bác đừng tiếc gì một hai cuộc điện thoại, các bác cứ alo đi để bên em chốt cho bác mình giá đẹp nhất trong xe này thôi nhá. Sẽ còn giá tốt hơn mà ngoài cái giá bên em đang đưa lên, đang giao bán. Gầm sàn sáng đẹp, tất nhiên rồi. Bên em không mua những chiếc xe mà nó gầm nó mọt các bác nhá, gầm mọt không mua đâu, không nhập vào. Tiếp theo là cái khu vực động cơ hộp số của con xe này. Với động cơ máy 2.0 thì chiếc xe này tầm khoảng gần 10 lít. Tầm khoảng gần 10 lít trên 100 km các bác nhá. Và bắt đầu là cái phần khoang máy động cơ đây. 2.0 các bác nhá. Đây là phần động cơ khoang máy. Máy ngon mà bên em đã kiểm tra rồi. Các bác yên tâm về máy số của xe. Của máy củ số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Các bác xem nốt phần gầm chỗ này nữa này. Quay đầy đủ và chi tiết cho các bác thấy. Xe hoàn toàn là không có lỗi các bác nhá. Chúng ta chỉ bàn về giá cả thôi. Giá bên em đang đưa lên thì đó là như tầm khoảng đó. Còn thì để mà có một cái giá vào việc giá tốt hơn nhiều để các bác mua thì các bác cứ alo gọi điện cho bên em nhá. Kiểu gì sẽ có giá tốt nhất cho các bác và các bác có thể trả giá. Các bác có thể là trả giá để mình vào việc nhá. Nó sẽ làm cũng thế. Bên em đều cho các bác trả giá thoải mái. Bên em cứ làm sao không bị lỗ là bên em sẽ bán cho các bác thôi. Mọi thủ tục như là sang tên, đổi biển, công chứng, ủy quyền là bên em hỗ trợ. Rồi ship xe, chuyển xe mọi miền Tổ quốc bên em cũng hỗ trợ luôn. Các bác mình chỉ cần ngồi ở nhà thôi, không cần phải đến trực tiếp các bác nhá. Vâng, video về chiếc xe Nissan Terna 2010 này em đã quay và giới thiệu xong rồi. Các bác nhanh tay gọi điện để tư vấn và chốt xe nhé. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Rất mong các bác ủng hộ em trong thời gian tới. Xin cảm ơn ạ.